Hôm nay lần đầu tiên em sẽ ghép con âm ly Gia Vua 506 hàng Trung Quốc, ghép với cặp loa Pioneer V12. Đây là lần đầu tiên nhé. Và em nghĩ là các cái shop khác thì cũng chưa bao giờ ghép đâu. Nhưng hôm nay em sẽ ghép trải nghiệm thử cho anh em. Với cấu hình này thì đương nhiên ghép thì là sẽ ok. Và quan trọng là cái tầm tiền nó hợp lý các bác nhé. Đấy. Thì con Pioneer V12 thì nó là cái loa hát phải nói là đầu bảng, nó là loa hát đầu bảng. Em có thể nói riêng của hãng Pioneer, còn so với những hãng khác thì nó rất là vô cùng. Tuy nhiên thì nó cũng dạng trong top luôn. Pioneer V12 hôm nay thì em sẽ xin phép không mở căng, bởi vì tháo rất là nhiều ốc đít, ốc ở đằng sau hậu tháo ra rất là nhiều thì em chưa mở. Đấy, còn đương nhiên là anh em mà mua chốt lấy thì thích thì tháo ra xem thoải mái nhá. Hôm nay em sẽ đậy căng như này để các bác xem. Còn cấu hình của con này thì các bác biết nhá, nó cao 1m2. Cao 1m2. Nó một thùng loa của nó có tận 2 loa bass 25, 4 loa chung và 4 loa tép. Các bác thấy cấu hình của nó cũng kinh khủng luôn. Cấu hình của nó tương đương với cả khoảng 3 cặp loa khác. Đấy. Đây các bác nhìn thấy hình này, hình cũng của em luôn, cái mà em đã mở căng thì nó như này. Và bắt vít, bắt viếc là nó sẽ bắt ngược đằng sau. Căng của nó là căng bắt vít. Đấy, cấu hình của nó cao 1m2 nhìn rất là gấu. Tóm lại là cặp loa hát mà anh em sở hữu cặp này thì thôi không còn gì để nói. Kể cả các bác về sau có luyện thành ca sĩ thì cũng chỉ hát đến cặp này thôi, nếu mà hát gia đình. Rất là gấu nhá. Và kết hợp đó là em sẽ kết hợp một con 506N hàng Trung Quốc. Thực ra gọi là hàng liên doanh nhưng mà nói chung là Trung Quốc hết, linh kiện là Trung Quốc hết các bạn. Bây giờ em cũng đã va một số cái đồ mới rồi, kể cả cái đồ mới ở Việt Nam, thương hiệu của Việt Nam đi nữa thì toàn bộ là đặt hàng của Trung Quốc hết. Tại vì Trung Quốc là chấp mình luôn, là chi phí vận chuyển chấp hết, giá nó vẫn rẻ hơn, bởi vì nó làm số lượng cực kỳ lớn. Do đó cứ bảo liên doanh thì gần như cái gì cũng dính đến Trung Quốc hết các bạn. Có chăng mình chỉ gia công một vài cái đơn giản thôi, còn vì biết có cái đặt hết Trung Quốc mà. Đấy là cái sự thật, sự thật của cái ngành sản xuất của mình. Bởi vì mình với Trung Quốc nó quá gần nhau, nó quá là thuận tiện trong cái vấn đề vận chuyển. Do đó là những cái hàng Trung Quốc nó sang mình rất là nhiều. Đôi khi ở Việt Nam cũng có những người cũng bỏ chất xám ra, cũng tự sản xuất, nhưng mà nhiều khi nó không cạnh tranh lại được. Đấy, nhiều yếu tố lắm. Và với con V12 này thì em ghép rất là nhiều âm ly rồi các bác nhá, đẩy ghép rồi nhá, đẩy crown Mỹ em ghép rồi này. Rồi vô số anh em nào cứ gọi Pioneer V12 sẽ thấy. Và các bác sẽ thấy là cũng lâu lắm mới về được cặp V12. Lâu lắm mới lên sóng thì đúng hơn. Thi thoảng cũng về được nhưng mà toàn là lít hàng anh em đặt. Bởi vì rất là nhiều anh em đặt chậm chân thì đến thì nó không còn. Thì cứ đặt thôi, thì hàng về thì sẽ báo luôn cho các bác thôi. Thì các bác qua lấy thôi. Con này nó bo tất cả bằng cái phần nhựa. Nó có cái chỉ đỏ nhìn rất là BT. Lâu trước có bán cho một bác về, bác ấy ghép cái phòng nhà bác nghe thực sự là rất ấn tượng luôn. Nhưng mà bác ghép với con 506N xịn. Con 506L xịn giờ nó núm béo vang liền, bây giờ nó phải khoảng 15-16 triệu. Đấy, các bác hình dung nhá. Còn cấu hình hôm nay em ghép thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Chỉ ngoài 20 triệu thôi. Bây giờ thì anh em sẽ nghe một đoạn nhạc em test cho cái bộ này. Hát karaoke thì em không có giọng hát, do đó em chỉ xin phép giới thiệu như này thôi, anh em hết sức thông cảm. Đấy. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh nhé. Đẹp.
như một bông hồng, nên tôi không sáng như đèn. Ôi đôi môi cười như cánh lá, bao năm tôi sẽ không quên. Nhưng theo cơn gió bay qua đây, như dung nhan vừa tươi mới, em vui như sáng xuân hồng đăng. Tôi nghe cơn gió ru hồng. So